phòng bảo hả? Có thưởng đấy. Năm, à, chị lấy 5 quả. Ở trong ngoài không?
được cả. Cái này bằng tiền phân. Ta tiền phân. Thôi. Không phải thối đâu, cái này kiểu gùi ấy, mình để vào gùi ấy. Có sủi rau nè à. Ăn nó nó mà mình ăn khác. Mẹ lùa hồng khai á, quán rồi, mẹ kho tá lại cháo á. Quán để quán đái đi nà, như thầy tá mà. Cái này nó không, cái này chưa mềm ra không mềm. Ở trên cây rồi. Đại thử mà. Ăn đi cháu. Thấy đấy lều hơn. Cái này còn em làm rơi đúng không? Ném cùng đó. Cái này rơi cao quá. Cái này biết bật chứ, như dài chứ. Biết ở đâu mà to đấy. Chín giả lấy đậu ghế mới một quả lấy đậu ghế không không thối đâu bài chín giả không chưa đâu bài lấy quả đấy à quả này đúng rồi hai quả đấy là được quả này thôi, lại quả này được quả kia này, chứ còn cái này cũng dán nữa thôi, có quả này mới quả kia, cái này là quả đấy, quả này mốt mốt kia là quả này kia này, lúc ở mai nhá, ở hôm mai bên này có bọc rồi, chờ lại, mấy ngày 20.000 nhá, để chị đánh đi bóc bờ nhìn á, nhìn cái quả đấy ra xong rồi nhìn cái quả này đó, đẹp ạ. Cao quá xong mình lấy xong dây xuống ấy không đắt gì hả? Để tôi dễ cho mở đó. Để có áp quá.
họ đi lại đi chợ khác, họ đi chợ thì con hàng con qua họ cứ lại mua miếng thái rồi miếng thái cũng phải thái mềm chứ. Vậy. Để đây hết giao cho đâu khử. Anh bước nhà em mở. Cũng gần đấy thôi. Ờ mở để hay phải cảm ơn. Thank you.
20.000 Yeah.
có chủ chứng minh có để lại cho cháu. Chú khảo nhà. Ừ, khảo nhà đó. Vâng. Chú dân muốn cháu đi nhận nhận chứng. Vâng. Đi nhận chưa? Thank you.
Đi đâu hết đấy. Muộn lắm rồi thì cho cả 200 quả bao nhiêu tiền? Quả thì định giá 300. Thôi anh thấy sao chiến cơ? Đâu, không có đâu. À, vào phòng bảo hàng 6.000. Tham chiến tôi mê chứ chẳng lấn tôi tham chiến đi không? Bán đi mà. 15 đến 120 ngày cơ. Lồng đấy. Anh ấy cứ mà tôi lồng nhá, một là ai không mà tham phô nhiều. Mà lồng nhau. Cô thưởng đây. Cái hàng cho bụng đại ngon. Kẹt à. Quán thủng, quán thủng.
trên mặt kè này á, nhà cầu ghé. Em lấy năm, chị lấy năm quả, 15.000 này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gái đẹp đây, lấy hết đi bên đây, quên lấy hết rồi.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng tôi vừa sử dụng công nghệ mới nên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lắp tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao, giấy này. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lắp tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lắp tích, có ép lắp tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao, giấy này. Có các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Đến luôn đi chưa? Xe ở đây này.
Thế không phải em bán lạc kìa. Em không phải bán lạc à? Thế chị mua bán lạc, mua tưởng đây cô con đi ăn này đi đó đi đi đó là bạn nào đi nó à. Bao nhiêu chị? Để cho em 2 cân nhé. Xem qua đi không đó. Đó về nhà xem qua đi chưa đó. Thank you.
mua rồi để hôm trước chờ chờ làm cái này đấy rồi xong lại mua thêm một cái để làm biết cứ đem kẹp một cái đi người bán nhanh như vậy. Chào chị ạ. Chào chị. Nó có mây lên được. Bớt cơm giang ạ. Hai lần bớt tỏa. Tao ạ. Hai lần bớt tỏa. Tao ạ. 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 Tao ạ
Mấy quả cà chua này bao tiền đấy? Cái này 5.000. Lấy cho hết luôn.
300. Thank you.
ngoan được, sao lại chua? À, bao nhiêu nhỉ?
Thank you.